Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Show Hoa, và ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay. Tái xuất với show truyền hình nhà hàng Trung Hoa, Triệu Lệ Dĩnh phải hứng chịu rất nhiều gạch đá vì những đoạn phim cắt ghép chỉnh sửa ác ý. Từ sau nữ được yêu thích, Triệu Lệ Dĩnh lại lao đao vì những lời chửi bới. Với nhiều ngôi sao thì tham gia show truyền hình là cách nhanh nhất để tăng độ nhận diện công chúng và thu hút thêm nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lại là một trong những trường hợp trái ngược. Chỉ sau vài tập nhà hàng Trung Hoa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh đã gánh rất nhiều gạch đá, từ việc bị cư dân mạng chê bai nữ diễn viên lười biếng cho đến ăn uống kém duyên, dùng đũa bới thức ăn. Người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh sau đó đã phải lên tiếng để bênh vực thần tượng. Họ tuyên bố nhà sản xuất nhà hàng Trung Hoa đã cố tình cắt ghép để dìm Triệu Lệ Dĩnh. Cảnh nữ diễn viên làm việc đến khuya đều bị cắt bỏ để người ta tưởng nhầm cô lười biếng. Hay cảnh bới thức ăn cũng bị chỉnh sửa để Triệu Lệ Dĩnh xấu xí hơn trong mắt công chúng. Trước phản ứng mạnh mẽ của fan Triệu Lệ Dĩnh, nhà sản xuất nhà hàng Trung Hoa đã phải ra mặt để gửi lời xin lỗi nữ diễn viên. Tuy nhiên, thay vì nhận sai, họ lại đổ lỗi. Đây chỉ là lỗi lầm nhất thời. Thái độ xin lỗi cũng thiếu nghiêm túc, tỏ rõ sự coi thường với mọi người. Không chỉ thế, người ta còn phát hiện ra nhà sản xuất show đã cố tình kéo dài thời gian xin lỗi để câu view, chờ Triệu Lệ Dĩnh hứng đủ gạch đá mới chịu ra mà giải thích. Lần này, không chỉ fan Triệu Lệ Dĩnh mà cư dân mạng cũng đồng loạt công kích nhà sản xuất show nhà hàng Trung Hoa. Thông qua thái độ xin lỗi của chương trình, người ta dễ dàng cảm nhận họ hoàn toàn không tôn trọng Triệu Lệ Dĩnh, cũng như coi thường cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh, người hâm mộ nữ diễn viên cùng khán giả theo dõi show. Nhiều cư dân mạng tức giận chia sẻ, xem show là để giải trí, thời nào rồi còn dùng chiêu trò để câu view. Tôi không phải fan mà còn thấy tội Triệu Lệ Dĩnh. Năm ngoái có Huỳnh Hiểu Minh, năm nay đến lượt Triệu Lệ Dĩnh. Không chịu tập trung đề cao chất lượng show mà chỉ biết dùng chiêu trò để làm xấu mặt người khác. Đừng hỏi tại sao show này ngày càng bị nhiều người ghét. Chúng mình là Top Show Hoa và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.